mệt mỏi vì công việc, ê ẩm cả người vì kẹt xe nhiều giờ. Leo núi liệu có phải là lựa chọn lý tưởng vì nhìn bức tường thôi đã thấy áp lực rồi? Đó có thể là cảm nhận ban đầu khi mới đến một trung tâm leo núi nhân tạo. Nhưng tại sao buổi tối là có đông người tập như thế? Leo núi nhân tạo có khó như bạn nghĩ? Sẽ sử dụng mũi chân khi leo ha. Và thứ hai là sẽ đạp chân đứng lên chứ không dùng tay kéo. Khi mà mình leo một cái đoạn dài á, mình sẽ dễ bị mỏi tay. Thì khi đó thì một tay mình giữ thẳng và một tay khác mình sẽ lắc và đổi tay ngược lại. Thì cái đó là một số kỹ thuật cơ bản khi mà mình leo. Chỉ cần tìm hiểu một số quy tắc về kỹ thuật và an toàn, bạn đã có thể đắm mình trong không gian hấp dẫn của leo núi nhân tạo. Đa phần những người đến với bộ môn này không phải để tập luyện thi đấu hay để leo núi thực địa. Họ chỉ muốn có trải nghiệm mới khi thay đổi không gian, thử thách ý chí và sức mạnh bản thân. Như gia đình của anh Andy đến với leo núi vì sở thích vận động của con trai. Ban đầu leo thì con rất sợ, nhưng con cố gắng hơn và leo cao thêm một tí. Con nghĩ trong những lần tới con sẽ leo cao hơn và không còn sợ nữa. Tôi không phải là người chơi leo núi thường xuyên. Thực sự chúng tôi đến đây vì con. Tôi nghĩ cháu sẽ phát triển thể chất hơn thông qua môn này, nên quyết định cho cháu chơi leo núi để rèn luyện sức khỏe. Leo núi nhân tạo thực ra vẫn thu hút người tập thường xuyên bởi nó phù hợp với tất cả đối tượng, tùy vào sức mạnh mỗi người, phong cách và mục tiêu cá nhân. Con gái hay phụ nữ thì sợ là bị to vai á. Nhưng mà thật ra thì nó không hẳn là như vậy, bởi vì nó làm cho cái cơ vai của mình săn chắc hơn. Bức tường thường tượng trưng cho những giới hạn và áp lực, nhưng ở những bức tường có các mấu bám đầy màu sắc này lại là thế giới tự do để bạn khám phá và phát triển bản thân. Theo anh Minh Phong, đó là sự linh hoạt bên cạnh rèn luyện ý chí và sự tập trung. Một cái đường là mình thấy là mình thử mãi nhưng không có leo được. Có khi là các bạn nhỏ con hơn thì họ đi một cái đường khác, một cái cách khác. Thì tự nhiên mình thử cái cách đó là nó ra được liền. Trong cuộc sống thì lúc nào nó cũng sẽ không có được bằng phẳng. Thì giống như những cái đường ở trên núi vậy. Thì mình cứ nghĩ là mình phải cố gắng. Và quan trọng hết là cái sức mạnh về ý chí. Leo núi là môn thể thao cá nhân, dù ở bất cứ hình thức nào. Nhưng điểm thú vị ở một trung tâm leo núi nhân tạo, đó là bầu không khí động viên được lan tỏa rộng rãi. Đang sắp rớt rồi, mình đang định bỏ cuộc, nhưng mà có người cổ vũ mình sẽ ráng thêm một chút. Nhiều khi có cổ vũ mình lại làm được. Cộng đồng leo núi thì mọi người rất là thân thiện. Một người leo thì những người ở dưới sẽ cổ vũ. Và thì cái không khí, không gian đó nó rất là tuyệt vời. Cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn nếu bạn không ngừng đặt ra những mục tiêu mới và quyết tâm thực hiện. Và leo núi nhân tạo, một môn thể thao điển hình cho những mục tiêu hấp dẫn có thể thực hiện qua việc rèn luyện, sẽ mang lại động lực mạnh mẽ để bạn chinh phục những mục tiêu mới ngoài cuộc sống.